Đáng chú ý, Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo Tổng cục Đường bộ Việt Nam xây dựng phần mềm kiểm soát tất cả hoạt động thu phí. Theo đó, toàn bộ dữ liệu liên quan đến phương tiện, người lái, nộp phí, thu phí từ các làn ETC và làn thủ công sẽ được truyền về máy chủ tại Tổng cục Đường bộ. Những dữ liệu này sẽ được cơ quan quản lý trích xuất khi cần thiết để hậu kiểm. Hệ thống phần mềm lưu trữ tổng hợp dữ liệu này sẽ chính thức đưa vào sử dụng trong tháng 4 2019. Dữ liệu sẽ được chia sẻ với các cơ quan có thẩm quyền như công an, đăng kiểm, ngân hàng, nhà đầu tư công khai quản lý giám sát doanh thu từ trước tới nay cho người dân được rõ. Ngành giao thông vận tải cam kết hoàn thành lắp đặt các trạm thu phí không dừng trong năm 2019, triển khai các giải pháp đồng bộ khác như phân làn không dừng và một dừng, đề xuất dán thẻ y tác lên toàn bộ xe công, phối hợp với ngân hàng nhà nước triển khai ví điện tử. Sau ngày 31 tháng 12 năm 2019, những xe không dán thẻ y tác sẽ không được đi làn ETC mà phải xếp hàng chờ đi qua làn thủ công.